6B mới bị nớp đi một chút xíu ở cái tốc độ chạy. Vốn đã làm Hero chạy rất chậm rồi, nay lại còn chậm hơn 275 tốc chạy. Oh my god. Newbies turn to ban. Night Stalker thì mới được buff thêm chút xíu, tức là ở ban đêm thì có thể dùng cánh của mình và bay như là một con Night Stalker thực sự. Tất nhiên là chúng ta có cánh cho mình biết bay đúng không nào? Đó, và bây giờ thì Valve đã hiểu ra được điều đó rồi. Cho nên là Night Stalker đã có thêm khả năng bay lượn vào thời điểm ban đêm. Tuy rằng chỉ bay được 2 giây thôi, thì là người thì có khá là nặng nề mà cánh thì nó cũng trông không được dày dặn cho lắm. Thế cho nên là bay được 2 giây thì là vui rồi. Còn Nick Assassin là trận tiếp theo ở Fnatic. Trông rất giống như là Fnatic họ lựa chọn, nhưng hai pick đầu tiên này đều là support mà thôi. Rubik và Nick Assassin sẽ là hai support. Newbie thì Night Stalker cũng hoàn toàn có thể chơi ở vị trí support, và tôi nghĩ rằng Night Stalker này cũng là chính xác là vị trí support dành cho KK luôn. Những người Trung Quốc gần đây họ luôn luôn chơi Night Stalker này ở vị trí đó, thậm chí là không phải những người Trung Quốc mà những người châu Âu hay là châu Á thì cũng đều làm trò đấy thôi. 5 seconds remaining. Fnatic's turn to ban. Newbies turn to pick. Và những lượt tiếp theo thì Fnatic họ ban đi hai hero solo mid, đó là Templar Assassin cũng như là Shadowfiend. Còn newbie đánh với QO thì bắt buộc phải ban Blue Sticker, một hero mà gần đây Fnatic họ đánh liên thủng thủng luôn với cái lối build đó là lên Radiance. Và ngoài ra thì Clockwake cũng là một offlaner đang khá là hot, cũng đã bị ban đi. Còn chưa kể thì cái việc là Clockwake mà đi lên với cả Juggernaut thì Juggernaut gần như sẽ không giờ có mana để làm gì cả, bắt buộc phải mang cho người một quả xoài. Và muốn làm gì thì cũng phải cắn lên thôi. Juggernaut là lượt pick hard carry dành cho newbie, và Mugi chắc chắn sẽ là người chơi hero này. Nếu như không phải thì các bạn cứ chặt đầu Hoàng Kỳ Anh đi. Đấy rồi. Juggernaut đúng không? Mà tớ có cái counter đó là Axe. Axe và Nick Assassin. Một con sẽ đi scout map, con còn lại sẽ burling vào hú vâng Ace. Mà con đã phản vào thì cái lượng dam tới được Juggernaut nó phản lại, chắc là Juggernaut chết trước khi mà Ace kịp bổ đầu luôn. Chỉ cần phản dam lại đủ chết rồi. Tuy nhiên thì nếu như bây giờ để cho cẩn thận thì sẽ có thêm Nick Assassin để bồi dam vào. Với một chọc Vendetta, một chọc stun, một burn mana thì Ace chắc chắn sẽ thừa dam để có thể bổ vỡ đầu được con Juggernaut này. Một phát thì là bổ đôi mặt nạ ra luôn. Cosplay ở đâu thì cốt của game đấu này là DH6U. DH6U. Ngoài ra thì bạn có thể vào màn hình in game và xem. Tuy nhiên ở trong màn hình ban pick thì mình không để cốt, và tí nữa vào màn hình in game sẽ có ngay. Ở thứ tư, newbie đang sử dụng khá nhiều thời gian reserve của mình để xem là sẽ phải pick con hero nào để counter là Axe. Theo như tôi nghĩ thì để mà counter Axe thì cũng không có quá nhiều hero. Legion Commander. Và LC thì không phải là một trong những hero có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên thì LC lại có một khả năng rất hay, tức là một khi mà đã sử dụng ultimate của mình rồi, đã duo một unit nào đó thì AC không cách nào có thể cản trở được cả. Tức là bất kể con LC này có bị duo có bị côn hay là bị bất cứ một cái gì chăng nữa ấy, thì nó vẫn cứ đánh nhau với cả cái thằng mà nó đang duo thôi. 5 seconds remaining. Reserve time. Chứ con LC thì không khả năng counter AC, tức là dùng press the attack cũng không thể nào mà giải được Berserker Skull. Nhưng dù sao thì LC cũng là một cái lựa chọn có khả năng disable rất lâu trong combat. Tomia thì chưa có người yêu đâu, nhưng hy vọng là sắp có thôi.
Foul Warlord. Newbies turn to bad. Ôi, Fnatic pick cục tính dã man luôn. Joe Warlord để đối đầu với Juggernaut và Legion Commander. Thực tế thì Joe Warlord không là một hero mà không hề sợ con LC này duo, tại vì lượng giáp của Joe Warlord là rất cao. Chưa kể ở hero này thường xuyên, thông thường sẽ lên cho mình hút máu, mà một khi đã có hút máu rồi ấy, thì con LC này không bao giờ mà có thể phản đam chết được Joe Warlord. Chưa kể từ cái việc là Joe nó còn có bash nữa. LC duo Joe Warlord khả năng cao sẽ ăn một cái bash tới chết vào mồm. Thế bây giờ LC trong cái game này duo được ai nhỉ? Chắc là Nick Assassin với Rubik thôi. Rubik thì hơi khó vì nếu như nó biết lựa chọn vị trí thì không bao giờ con LC này có thể áp sát được một người con Rubik đâu. Có vẻ như một cái lượt pick mà newbie họ đang hơi bị tự bắn vào chân mình rồi. Ở lượt cuối cùng thì bắt buộc là phải ban đi solo mid của đối phương và lựa chọn newbie đó là Queen of Pain. Còn Fnatic thì sao? Five seconds remaining. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường. Âu thơ đã đi qua rồi. Và đó là Razor, một hero phần nào có thể counter được Joe Warlord với hút đam của mình. Tức là Joe Warlord làm hero mà gần như chỉ có khả năng đánh tay thôi. Hết sạch đam thôi thì con hero này nó chẳng khác gì con creep mà lại còn không có đam nữa cả. 10 seconds remaining. Nên nói thì là nói thế thôi, chứ còn thực ra Joe Warlord thì cũng không quá sợ con Razor này đâu. Nhưng tốt nhất thì vẫn ban đi, tại vì hiện tại Razor cũng là một hero đang khá là hot và rất nhiều team thích pick. Không thích ở đâu với nó thì ban đi thôi, chứ đôi khi cũng chẳng bởi vì là nó counter hero nào của mình cả. Và last pick của Fnatic sẽ là một hero solo mid, đó là hero nào đây? Ember Spirit, ok man. Newbies turn to pick. Bổ sung thêm lượng đam phép ở thời điểm mid game. Và về late game nếu muốn thì đổi sang đường kiếm tông. Tuy nhiên Ember Spirit mặc dù đường khí tông bị ban đi khá lớn rồi, khá nhiều, khá nặng. Ngày xưa thì là 15% cộng đam phép ở level 10, sau đó giảm xuống 12, sau đó giảm xuống 10, rồi bây giờ chỉ còn 8. Nhưng Ember Spirit vẫn đang được build cho lối khí tông là chính, vẫn chưa có một ai đổi sang cái lối kiếm tông cả. Ursa Warrior. Và ngay lập tức newbie họ counter con Ember Spirit này bằng Ursa Warrior. Tôi nói thật luôn, Ursa đi mid với Ember thì đố Ember dám chạm vào quái luôn. Đơn giản là như vậy thôi. Tranh thủ trong lúc chưa vào game thì có lẽ chúng ta sẽ bàn một chút xíu về cái tên của mình và một vài những cái cosplayer nữ. Tomia thì là tên của một cosplayer người Hàn Quốc, Hà Vi thì là tên của một cosplayer người Việt Nam. Và về các bạn thì hai người này trông rất là giống nhau, mặc dù một người thì 16 tuổi và một người thì 30 mấy tuổi rồi. Yeah? 5 seconds remaining. Vâng, cảm ơn bạn Cedric Nguyễn có câu hỏi. Mình thì cũng đỡ ốm khá nhiều rồi. Bây giờ thì gần như là cũng không còn triệu chứng gì của cái chuỗi ngày bệnh tật mấy tuần trước thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đối đầu tiên trong kiểu bò bà giữa Fnatic và Newbie. Level 4447 book. Level 4189 mục không hề kém cạnh luôn. Thế trong thanh niên phết nhà vô địch ti sách level 119, ok đồng ý. Chắc tiền tiêu hết rồi vì vô địch từ T2. À thử xem một zoom được không ta. Ngon. Có pause và đó là
vấn đề về bàn phím của Ajit. Chúng ta hãy cùng chờ đợi chốc lát để game đấu được bắt đầu. Và đội ngũ kỹ thuật cũng như là nghệ thuật của Zotacaster, người ta vẫn còn đang Discord đấy kìa bạn ơi. Zotacaster sẽ xử lý và xử trí vấn đề về keyboard của Ajit. À, Hà Vi thì không phải là Loli, tại vì là Loli là những người con gái mà đã lớn tuổi rồi nhưng trông vẫn như trẻ con. Thì Tomia là Loli, còn Hà Vi thì là trẻ con thật. Ở kia ăn pause xong lại pause tiếp và không biết có chuyện gì xảy ra cả. Nick Assassin là người pause game. Phoebe ơi, cho xin một lời tha thứ nào. Không nói gì cả thì chúng ta cứ pause vậy. Nếu như mấy tuổi mà không tính ý, thì nó rất có thể sẽ bị gọi là ấu dâm, mọi người hiểu không? Thế cho nên là bây giờ cái định nghĩa về loli ý, nó phải có tuổi tác, tức là không thể, tức là những người mà thích loli ý, nếu như mà bỏ qua cái vấn đề tuổi tác thì có thể là thích trẻ con luôn, đúng không? Đó, thế cho nên là cái vấn đề tuổi tác là rất quan trọng với cả những thanh niên thích loli, nếu không nó sẽ thành ấu dâm. Loli là những người mặc dù đã lớn rồi nhưng trông rất giống trẻ con. À, hiện tại thì mình đang chưa live bên FPT và khả năng là giải giao tác thì bọn mình cũng sẽ không live bên FPT luôn. Chúc mừng em đến với cái kéo cắt cần. Cái cắt hoa mà. Thì hoa với cần cũng như nhau mà. Thì nó cũng mọc dưới đất mà. Đúng không? Và cuối cùng thì game đầu cũng được unpause một cách chính thức rồi, không hề có pause lại và để xem nào có vấn đề gì xảy ra hay không. Tất nhiên rồi, smoke early game đi cầm wood, còn KK có một wood để block kem không cho đối phương luôn lần thứ hai. Và DJ thì anh ấy nhìn thấy cái tình huống smoke này của đối phương rồi, tuy nhiên anh ấy không nhìn thấy wood. Thực ra thì những wood block kem thông thường nếu như mà muốn đi wood thì rất là dễ thôi, tại vì bây giờ thì cái kem spawn nó khá là nhỏ. 30 seconds to battle. Thế chả hiểu sao Phu Quang Lâm cứ thả tim thù đận ạ. À. Mình thì tên không phải là thù mà họ thì cũng không phải là đận. Ở 23 creative này thì chỉ có một người là thần đụ thôi, mà người đấy thì lại tên là Đức chứ không phải là... Đấy, vấn đề nó là như thế. Ở đây thì Pratic cắm một wood ở ngay bên cạnh sentry của đối phương luôn. Ngay khi có vision thì wood này sẽ bị newbie đi wood. Như vậy là Ajit sẽ đi mid chứ không phải là Ember Spirit đi mid rồi. Và nghe tức là có slow, có stun và S triple C mất nửa máu rồi. Nhưng có cho phết lại và Ajit thì cũng mất còn nhiều máu hơn. Thậm chí là chết chứ không đùa đâu này. Khi mà đối phương có một cái off venom chạy cực kỳ nhanh. Và bây giờ thì có body block của Phoebe. Phoebe thì... như nào Phoebe ơi, thôi Phoebe này thì chết rồi đâu. Mạng quá đơn giản là cho SC và Ajit chạy nhanh còn kịp thế này. SC lên đồ cực kỳ hay luôn, lên thẳng cho mình một cái orb của Venom để có lẽ là anh nghĩ rằng sẽ limit với cả một con Ember. Tuy nhiên không phải, Ember Spirit đi top để cho show a lot limit. Lấy hai người ra đánh nhau bọn tờ á, nhưng mà lại quên mất rằng đối phương là con Ursa. Mà Nick Assassin thì là hero tay ngắn, đứng cạnh Ursa thì toàn.
anh em đừng tin cái wiki, quan trọng là gì. Wiki thì nó cũng chỉ là một cái chỗ để những người như tất cả chúng ta cùng lên đó và chia sẻ cái định nghĩa mà mình tin là đúng thôi, chứ cũng đâu phải là nhà bác học kiểu nhà bác loli học lên đấy để để viết ra cái định nghĩa cho tất cả người tham khảo đó không. Sơ tan là chính xác và KK nhưng mà không hề follow up, nên là chúng ta quay lại một chỗ khác luôn. Lên top DJ cũng đang đi lua thôi, chưa hề phát hiện ra được cái word gọi là blocker của đối phương. Có vẻ như là cũng không quan trọng lắm, vì nếu mà lua thì anh ấy cũng sẽ lua ở game phía trên thôi. Phết trời ơi, ô lại anh em tức ăn ngay một cái Battle Hunger vào mồm. Cho nó lại cho tớ lát hit con bạn ơi. Trông rất giống như không có lát hit con nào cả rồi, đứng xa như này cơ mà. Nào, làm gì đi bạn ơi. Không dám làm gì đâu, cứ thế đứng để cho máu bị đốt thôi. Thân cô thấy cô khổ dã man luôn. Tất nhiên thì một điểm Battle Hunger thì cũng không quan trọng lắm. Phép bi này cứ liên tục phải dùng stun để chạy trốn thôi. Nhưng mà không sao, anh ấy có mình cũng đúng là kê. Thật là phép bi di chuyển thẳng vào như này luôn, nhưng mà anh ấy có đồng đội. Ôi trời ơi, ăn thêm cái Hadouken nữa, mất rất nhiều máu thì phép bi vẫn còn stun này. Đang không biết chọn ai cả, cuối cùng thì là đi về và không chọn một ai. Đấy các bạn hãy nhìn những tình huống mà trái tim con người chỉ có một trái tim thôi, nhưng mà lại hướng tới hai cái mục đích. Chắc chắn là nếu như tên bạn không phải là Đức thì khả năng bạn fail cả hai sẽ rất cao. Chứ top với cây Phoenix đang đánh nhau, cả hai người bị trói lại rồi. Và cây Phoenix sẽ chết trong tình huống mà quá tự tin với khả năng mình trên lên top. Chúng ta có tới 3 mạng bỏ lại rồi và KK đang có ấy rồi, chắc chắn là không chết đâu bạn ơi. Đây là một con định assassin chứ không phải là một con CM. Lượng máu, lượng giáp không hề nhỏ một tí xíu nó cả, và đánh rất là tỉnh táo tới từ Fabi. Mà ngay sau khi bị dính một slow vào một void của Night Stalker, ngay tức là sử dụng TP và trước mặt một con Ursa Warrior luôn. Nếu như đó là một con hero nó ít giáp hơn chắc là chết rồi, nhưng mà định assassin thì không. Ohio có vẻ như đang bị đối phương lường, rất là muốn giết nhưng mà chắc là không đủ down đâu, tại vì chắc nó thì rất là xa. Thầy công nhận đi lên cả mấy cái thanh niên mà book level cao khó chịu thật, cái gì này phát lại chấm hỏi cày dã man luôn. Smoke hai người Fnatic và hai spot này thì chưa có level đâu. Nick Azin level 1 5 phút level 1 thật đấy. Rubik thì level 4 khi mà được đi ở một cái lên ở trên top được lua lên khá là đơn giản. Đây có một stack khá là to và có lẽ là tí nữa thì sẽ có sự hỗ trợ của LC cùng với chắc nót để farm cái tên quái thôi. Và đây đánh nhau là to luôn này. KK bị bế lên, rơi xuống một Hadouken bị ú và chết chắc rồi. Trong lúc đó thì SCC lại một lần nữa solo kill được Archie the mid. What the fuck, tại sao cho Warlord có thể để cho SC solo kill khi mà anh ấy cầm con Ursa Warrior? Cái chuyện gì nó xảy ra thế này? Đành rằng đối phương có một cái Facebook nhưng mình là hero tay dài mà ơi, sao đánh thế? Đánh thế đồng đội thở kiểu gì? SC thì đấm chết Baby là cái chap rồi. Không thể nào mà thở nổi, thậm chí là phết cái là không thành công luôn. Mugi được có mạng. Lần này thì Nick LC này có TP nhưng chắc chắn là không thể TP được. Nhưng mà xung quanh có tên khoảng 1.500 tỷ của hero.
Sau 6 phút chúng ta cũng là khoảng 6 mạng thôi. Trung bình thì cứ là mỗi phút 1 mạng và liên tục lại là đánh nhau này. DJ và Fevy di chuyển xuống boss nhưng Ohio mất nhiều máu quá rồi. Keep going lên là một cú nhưng tôi không nghĩ là Ohio có thể sống được stun đôi của Fevy. Ohio vẫn chưa chết mà Fed mới là người phải lên bảng đầu tiên. Ohio cắn mình máu to lên, bị cancel rồi. Cần thêm một void nữa nhưng Echo Infuse drop và không chết nổi. Thậm chí con quái rừng nó cũng không ném Haruka người Ohio. Và Ohio TP về khi chỉ còn một nửa chấm máu nhưng KK cũng sẽ không chết đâu. Trong lúc đó thì cây Phoenix solo kill QO bằng cái điều kỳ diệu nào mà QO lại có thể chết solo một con LC được nhỉ? Đánh nhau liên tục ở tất cả mọi nơi và liên tục là những tình huống solo kill tới từ các co hero của newbie. Nhấc Mugi lên ném về nhưng Sun là không kịp, vẫn kịp xoay kiếm và DJ phải trả giá với sai lầm của đồng đội của mình. Nhưng Ohio ở đây, anh ấy muốn xoay, anh ấy cần xoay. Nào, xoay đi anh ơi. Không, một xoay nữa không cần đấm một cái thật được rồi. Có Sun từ Fabi nhưng Fabi cũng sẽ bỏ mạng lại. Và đó thì muốn một được một Mugi đổi mạng cho Fabi nhưng không sao. Đó chỉ đổi một support cực kỳ nghèo khó lên một con hát kê định đối phương thôi. Ohio tiếp tục bị đuổi theo, SCCC bật cho mình giày face lên. Có slow lại của face nhưng Ohio vẫn chuyển quá nhanh và SC sẽ phải bỏ qua cho Na Sen thì thôi. Nói chung với nó thì bây giờ không làm đi lên nữa luôn rồi. Bắt đầu di chuyển vào rừng để farm nhưng mà chưa có hút máu thì con rừng có lẽ cũng sẽ không quá nhanh. Hồi phết không có cách nào mà né được cái tình huống xử lý như vừa rồi. Cũng lại là một nhấc lên một ném về một săn bồi Fabi thôi. Nhưng mà Juggernaut thì có xoay kiếm để né. Còn CM thì chỉ có thể là tặng hàng ra và tận hưởng thôi. Rất khổ thân trên những pha lê. Không biết là mất đến lần thứ mấy rồi. Như vậy là mất lần thứ hai rồi. Thông thường thì cái ngàn vàng của con gái chỉ có một thôi. Nhưng mà cái ông này thì mất tới hai lần rồi. Không biết là mất ở những cái chỗ nào nữa đây. Chuẩn bị là tí nữa là lỗ tai, lỗ mũi cũng không còn. Ohio đang bị chém vào nhưng mà chắc chắn không chết được. Tại vì trời đang là buổi sáng, KK thì cũng chưa có ulti. Và thậm chí là Mugi này, ơi giời, silence là hay tới từ KK luôn. Tí nữa thôi thì là Mugi phải chết rồi. Nếu như có một côn tới Ohio thôi, chỉ cần côn sớm thôi thì có khi chỉ xoay cũng là đủ để chết. Không cần phải làm gì khác mà what the fuck. Kill lại một lần nữa bị cây Phoenix solo kill. Mặc dù không, lần này thì không có damage dành cho cây Phoenix nhưng vẫn cứ là giết chết được con đối phương một mình. Mười Fabi dùng stun để không cho đối phương ăn cái Runaken đó. Đồng ý thôi, Night Stalker không ăn cũng được, quan trọng gì. Di chuyển vào Roshan trên SC. Đã có luôn cho mình cả Vlad rồi. Nhưng mà chẳng lẽ Frantic biết cái điều này mà mặc kệ cho nó ăn à? Chưa có lót vừa đi bộ vào dạy đi bộ. Thôi nhá, đủ rồi nhá. Đủ lắm rồi đấy. Thế Kyo mới chết tử ông đấy. Liên tục bị solo kill bởi cây Phoenix. Chết hai lần liên tục trong vòng một phút. Vừa hồi sinh ra cái chết luôn. Mẹ ơi. Roshan. Ui bây giờ ăn Roshan có thời gian luôn kìa. Phút thứ 10, 57 Roshan đã bị hạ thủ bởi SC. Không hề có sự cản trở nào cho Fnatic mặc dù họ biết đối phương ăn Roshan. Trông có vẻ như là quá bạc nhược tới Frantic không nhỉ? Tỷ số hiện tại là 9-5. Màn đêm đã buông xuống rồi và từng bước chân thì liệu rằng có buông trên lòng đường này hay không? Rồi, Ohio chuẩn bị đi về nơi quên lãng. Có Mugi không dám di chuyển vào, sợ bị hú vào đối phương follow up đấy chết.
Thôi thì cũng được, bây giờ thì có để stun lại là né được từ Buggy. Và có silence của Kaka lần này thì Ohio mới là người sắp chết. Và Ohio chết thật rồi, chứ không phải là sắp nữa. Buggy vẫn còn cho mình Omni Slash, phép bị TP về. Còn DJ thì không có lối thoát rồi, thì vì Kaka cái mở Hunter in the Night và bay lên có cho mình 1200 tầm nhìn xuyên hình, lấy được ngay mạng Rubik. Và thế là đi gank nhưng mất đôi người. Thôi công Kyo thì chết lần nữa rồi. Hứa luôn. Berlin Dagger và Zay Face và Magic One và Poor Man Shield ở phút thứ 12 cho một con LC offlane. Thế nhá, diễn hơi bị sâu rồi Kyo ạ. Thua. Trời ơi. Ember này thì thua. Đừng bao giờ pick Ember Speed cho Kyo nữa, tôi xin các ông đấy. DJ bị bờ giữa đường, bế được cây Phoenix lên, ném về stun được Kaka. Nhưng 3 giây nữa Kyo và từ từ nhất chém chói được hai người của Kyo này. Dồn ra cây Phoenix thì sai lầm rồi, nó có Berlin bạn ơi, nó còn cứng SC, thậm chí là bay tận vào trong trụ hai đối phương để giết người. Anh ấy chẳng sợ gì cả vì anh ấy có cái này guys. Và Kyo chết thêm một lần nữa, đó là mạng thứ 5 của Ember Spirit rồi. DJ cũng đi theo. Ajit định làm gì? Tôi cho bạn khi này guys đấy, bây giờ thì bạn đi về, có đi về ngay không? Đi về ngay, đây không phải là nhà mày nhá. Mất nhà rồi, nước mất nhà ta rồi, đi về nhà ngay đi. 15 năm và một game đấu mà Fnatic họ gần như không có dãy dụa gì cả. Khó quá rồi, scan chúng vào vị trí của đối phương. Nhưng mà để làm gì hả Fnatic ơi? Để chạy ra nơi khác farm à? Cây Phoenix có cho mình 30 đùa damage ở phút thứ 13. Thậm chí là sắp hoàn thành thêm luôn cả một cái Amulet nữa rồi. Và ở đây thì Mugi có một cái mạng dễ nhất đời anh, DJ đi bộ vào, di chuyển đứng cạnh luôn con Juggernaut, trong khi rõ ràng là có Wood ở đó. Hình như là Wood vừa cắm thôi, nhưng mà ừ thì tiếp tục là những cái tình huống defeat của Fnatic thôi. Thôi trông cái chênh lệch Wood này thì không khác gì là leo núi Fancy Bang rồi. Mấy ông newbie này leo núi khỏe quá, trong khi đó thì Fnatic Radiant structures are fortified. Biết nói thế nào về game đấu này nhỉ? Fnatic hiện tại họ đang có một cái lối đánh nó quá là bạc nhược. Cái này người ta gọi là bị hấp diêm mà thậm chí không thèm dễ dụa. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower has fallen. Smoke 5 người của newbie luôn. Và SC cũng đã có Blink Dagger rồi. Chứ cậu ông này lấy được cái skill này thì vứt vào sọt rác đi chứ còn gì nữa. Fnatic sao cũng là smoke 5 người luôn. Mới chuẩn bị là có bắt cuối cùng game hay không nào. Đã lộ smoke rồi. Kill all người đứng đầu. Blink và hú không trúng được quá nhiều người. Nhưng KK đã chết và Mugi cũng đi theo. Cây Phoenix là cái đùa đã chết. Nhưng không hề còn mấy Fnatic được đùa với SC ở quá xa. Cây Phoenix sắp chết rồi. Nhưng này vẫn chưa chết. Có riêng ở đây. Cây Phoenix còn muốn giết nữa sẽ có cho mình một tình huống. Oh, của mình on nữa. SC không dám Blink vào. Đó đây rồi. Có bash qua trông kìa. Oh, của mình on chết được một người mà thôi. Đó là DJ. Nhưng có bộ của Ohio. Bây giờ thì SC phải chạy thật nhanh. Chạy nhanh còn kịp này. SC không chạy mà SC muốn đánh á. SC muốn đánh nhưng SC đánh ai? SC tìm một người và nói là kill chết rồi. Oh, hù được SC nhưng không thì kill được mình. Phải đánh giờ hơi quá. SC sắp chết nhưng không chết đổi bộ cũng là trượt luôn. Và cuối cùng thì thêm một cái xoay nữa cũng chết được cái con SC rồi. Nhưng Fnatic, đó là một combat mà không thể nói là có lại cho họ được. Nếu như tính không nhầm thì Fnatic họ mất 3 người. Trong khi đó thì newbie mất mấy nhỉ? Bây giờ thì hơi khó tại vì là nó không hiện lên nữa rồi. Nhưng mà newbie thì như là mất một buyback thì phải. Và đó là buyback của
Fate nếu như tôi nhớ không nhầm. Chính xác rồi, đó là một bài bách của Fate. Như vậy là vừa mới nói là Fnatic thì họ đang không hề dễ dụa, thì bỗng dưng có ngay một tình huống mà dễ nhẹ nhẹ rồi. Xít chút nữa là giết được toàn bộ core của đối phương đấy. Rất tiếc là cây Phoenix thì anh lại hơi bị xanh quá đáng so với cả một con LC offlaner. Chứ nếu như mà anh ấy yếu hơn có lẽ là mọi thứ đã khác. Ôi mẹ ơi, 17 phút offlane, Berlin, giày Faze và Amlet. Em cho nó phết vào nhưng mà có Mugi ở đây và Kyo chạy cho nhanh còn kịp bạn ơi. Nào để vui quá ăn một sai lần chết bây giờ mà rồi. Kyo anh ấy không vui quá nhưng mà rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng đang rất là thọt. Đồ thì có cái gì chưa, có được một cái veil ở phút 17 đang hướng tới cho mình một chiếc giày bay. Item thì nói chung là thọt nhưng mà cũng không phải là quá tệ so với cả một con Ember Spirit 26 à 26. Fabi đã có cho mình level 6 rồi, sử dụng Vendetta để scout map. Tuy vậy thì đi phương lên phương top này có vẻ như hơi bị sai lầm vì đối phương thì lại xuống bot hết rồi. Một mình cái Phoenix còn ở đó thôi nhưng anh cũng đang TP và đã TP xong gần như là phí mất cái Vendetta này. Nhưng mà thôi thì cũng không sao, vì là Fabi thì cũng chỉ là một support thôi chứ không phải là con NA core. Cho nên là những tình huống sử dụng Vendetta để scout map thì nó cũng chỉ mang ý nghĩa là scout map thôi. Tìm được đối phương thì tốt, không tìm được thì thôi. Và SC, Berlin vào Roshan, tuy nhiên Roshan vẫn chưa hồi sinh. Roshan chưa hồi sinh sau được khoảng 20 giây nữa cơ. Mấy ông tham minh thời gian như thế luôn thật. Legend Commander is missing luôn. Trông mấy ông Frantic này sợ ơi, con LC dã man cái mức nào rồi đấy. Hung thần. Cái tầm này là cái tầm mà Kay Phoenix anh ấy duo solo kill được. Ngoài con troll này nó có bash ra nhá, thì Ember chết chặt rồi, không phải tính tiền. Rubik thì cũng thế, NA thì cũng vậy. Ace thì may ra không chết. Radiant's top tower is under attack. Dire sử dụng scan ngay sau khi dùng smoke này, nhìn thấy được KK rồi, có côn của KK. KK sẽ chết mở cọc máu ra nhưng không thể cứu được người đội của mình của Mugi, bắt buộc lùi ra thôi. Đã cancel TP tới thành viên của UB rồi và như vậy là mất một người sau khi công thủ smoke 5 người tới đối phương. Ok, thế cũng được, mình chỉ mâm con support thôi. Tuy rằng đây là support số 1 chứ không phải là support số 5. Nếu như là support số 5 thì sẽ vui hơn rất là nhiều nhưng phải chịu. Mở Fortify lên, 13 giây nữa sẽ có Night Stalker. Tôi không nghĩ họ muốn buông cái trụ này đâu. SC đang ở phía sau và sẽ là đánh vào mạng sườn đối phương này. Có Pressure Attack lên nhưng thành viên của Fnatic họ lùi về. Một tình huống lùi về khá là hợp lý. Rubik cướp được Hunter in the Night luôn. Uầy, cái skill này bây giờ cướp được luôn, hay đấy nhở. Rubik bay luôn. Lại còn có tốc độ chạy luôn mà. Chạy 435 luôn này. SC anh ấy ra đấm vào Ember Spirit 2 phát mà Ember anh em tức là bay vào bóng của mình thôi. Chết rất là khó. Bây giờ cái công QO này còn để bị solo kill bởi con Ursa thì thua luôn. Mà đấy là con Ursa chưa có bash nhá, cũng chưa có gì giữ chân cả. Mới có cái defu thôi, nhưng mà defu thì không giết Ember rồi. Và Ember trừ khi bị dở hơi, kèo dã man không biết chơi Ember thì không để bóng trước thì mới chết thôi. Radiant's middle tower has fallen. À, ở phiên bản 706 thì đây không còn là một cái skill chỉ có passive nữa. Tức là
Còn thì ở ban đêm thì Hunter the Night có thể được mở lên để cho Night Stalker khả năng di chuyển xuyên hình trong vòng 2 giây cũng như là có tầm nhìn xuyên hình trong vòng 2 giây. Tương đương với cái việc là skill này mất mana để cast và chắc chắn là Rubik có thể cướp được những skill như vậy rồi. Phép di chuyển vào nhưng mà ăn ngay được từ một duo này. Ngân này người xung quanh chắc chắn là biết rồi, cây Phoenix rồi nhưng vẫn còn đang đánh nhau đấy. Buyback ra tới từ Phép đang xoay kiếm này. Và ôi ôi vẫn kiếm chặt đầu người Omni Slash mở lên rồi. Ajit còn ít máu quá mà không thể chạy ra được. Mới có một mình Phép phải Phoenix phải chết thôi nhưng Mugi và SC chết rồi. Cây Phoenix còn có một mình ở đây xong nhưng không buyback ra của Fnatic và bây giờ thì Ohio có thêm được một tiếng chất đầu nữa. Bốn người của bên phía Newbie đã chết và cái chuyện gì đã xảy ra thế này? Fnatic họ di chuyển vào Roshan. Tôi không nghĩ họ sẽ buyback ra để có thể contact con Roshan này tại vì chỉ có hai người có buyback thôi. Hãy nhìn xem một combat mà Newbie họ chết tới 1, 2, 3, 4 người nhưng tất nhiên là Fnatic thì cũng chết 3 và dùng tới 2 cái buyback nhưng cản để đối phương Roshan là quá tốt dành cho Fnatic rồi. Không còn gì mà có thể mong muốn hơn trong tình huống combat đó nữa. Tất nhiên đây là một Roshan khá tốn tiền và Kaka. Ôi trời ơi, làm cái gì thế bạn ơi? Ôi không chết nổi luôn. Fate không làm gì được cả. Kaka, anh ấy định make play bằng tình huống bay vào cướp Roshan nhưng không được, nên tức là bị bế lên và bị thả xuống làm thịt cùng với những con đội của mình ở đó, một DJ bể rất nhanh với con Rubik. Không biết là Rubik bây giờ cướp được over của mình đó. Trong tình huống vừa rồi là một tình huống mà bỗng dưng team Newbie họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đang hai con hero core đứng cạnh nhau, đấy là Mugi cùng với cái SC, tự dưng một cái over của mình vào người mình, đây là skill của đồng đội mình mà tự dưng thấy chết cả đôi ông luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp tục mở Fortify lên để câu giờ tới từ Newbie. Tuy nhiên cũng chỉ là câu giờ thôi, chắc chắn trụ đó vẫn sẽ là sánh Fnatic rồi. QO để bóng ra này, nhưng bị duo thì là chết bạn ơi. Bị duo thì là chết thật đấy bạn ơi. Kìa, duo rồi nhưng chúng ta lại không nhìn thấy cái gì đó cả. Và QO chết mạng đầu tiên. Chắc là không chết mạng thứ hai được đâu vì bóng đã sẵn rồi và Newbie họ biết điều này. Thậm chí là đuổi luôn thật. Thế tớ TP về thì sao hú được rồi. TP về với chúng tôi này. Cây Phoenix sẽ không bị ăn bổ mà QO là người có mạng. Đổi mới khiến Aegis lấy mạng một con offlane đang khá là xanh. Thật sự là đổi rất lãi dành cho Fnatic và thậm chí là bây giờ họ đang thêm cả một cái chỗ 2 chắc chắn là không hề có sự cản trở của đối phương nữa. Mở ultimate của Ajit lên và trông các thành viên Fnatic họ đấm bốc kìa. Cái trụ đấy chắc chắn sẽ vỡ thôi. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Wow, lên high ground luôn này. Và chiếc này đang cooldown một tí nhá, đến lúc một cooldown 6 hãy nhìn cái trụ để vỡ. 8 7 6 5 4 3 2 1 mở ulti lên bạn ơi. Đập nhà bạn ơi. Thôi đủ rồi đi về bạn ơi. Mất hơn một nửa cái trụ 3 luôn sau một tình huống mà hai người của Newbie đi gank QO. SC đang là hình ở phía sau. Vâng, phía sau 5 người đàn ông là một con gấu điên đang sẵn sàng cào chết tất cả này. QO TP về Ohio đi. Ôi giời, SC làm cái nồi rồi bạn ơi. Cướp được ulti của SC rồi. Nhưng mà DJ thì cưới ulti này thì không giải quyết được có nhiều vấn đề. Chỉ là sống thêm được 4 giây nữa thôi. KK đang chạy ngay phía sau bị stun vào trời không còn ban đêm nữa. Nhưng mà DJ anh mở Enrage lên để giải đi phu nhưng có thêm một lần nữa. Và đó là damage dành cho cây Phoenix. Thả chết luôn thì có phải là chúng nó đỡ có đam không? Backdoor trụ 1 luôn. Ok bạn ơi, Fabi đứng im trong cây. Cooldown ulti cho xong thì có nghĩa là anh ấy cũng chẳng đi đâu đâu. TP có nhưng mà trụ này thì chắc là không ai đép rồi. Một trụ dành cho Newbie.
good to be among my kin. Radiant's middle tower is under attack. This will do nicely. Không biết thì bây giờ ai mới là kẻ đi theo dõi người khác đây? Night Stalker hay là Nick Assassin khi mà NA đang dùng Vendetta đi ngay sát phía sau bờ mông của Mugi. Hú được phết lại rồi và phết thì chết cái chắc thôi. Support bắn máu thì cái số phận nó là như vậy. Mình chết thì đồng đội mình được sống và farm tiếp. Cũng là ok thôi, Juggernaut anh ấy có thì xong kiếm cũng như là một kiếm đi full rồi. Item tiếp theo là cái gì đây? Shadow Blade. Lựa chọn là hay khi mà đồng đội của mình thì hoàn toàn không có bất cứ một cái invisible nào cả. Cái tình huống đầu tiên mà Juggernaut cầm Shadow Blade ra sẽ là một tình huống mà rất bất ngờ dành cho Fnatic. Hiện tại tôi không nghĩ là họ có một cái Sentry nào cả và chính xác như vậy luôn. QO đánh Ember Spirit cũng lên một cái Radiance. This sustains, gold remains. Bây giờ thì trên lane Edward chỉ còn có 4.000 như với newbie mà thôi. Mặc dù là có một cái khởi đầu early game cực kỳ thậm tệ, nhưng mà QO bây giờ anh cũng có lượng Edward ok rồi, lượng top 4, thậm chí là giàu hơn LC, thế là đã đủ. Item thì cũng không phải là quá thiếu thốn nữa rồi. Có một cái Veil, một cái dây bay, một cái Radiance. Tất nhiên là nếu như mà chết ngay con mát thì cái Radiance này sẽ là vô dụng. Tuy nhiên thì QO chắc là sắp chết thì phải. Không, không hề có vision của đối phương ở đó. Còn QO thì có một cái Ward và đã nhìn thấy cây Phoenix di chuyển ra rồi. Mugi sử dụng Shadow Blade ở ngay cạnh Ward của đối phương thì thôi, không có gì bất ngờ nữa cả. Đã nhìn thấy rồi và... Thật như thế đấy QO ơi. Ui, tự tin dã man luôn, ra dọa cây Phoenix luôn mà. Cậu bé nghe thấy giờ nó lớn rồi, không còn sợ cái con GLC này nữa. Lao ra trêu đùa với nó luôn. Radiant's top tower is under attack. Một mình Ajit được lập trụ và không hề có bất cứ một sự cản trở nào của newbie. Có vẻ như là newbie họ đang muốn hướng tới một cái late game hẳn rồi. Mặc dù là có con Ursa Warriors cũng không phải là hero vô địch về late game, mà thực tế thì Ursa với cả Juggernaut đấu với cả Chocolat ở late game mà tôi không nghĩ là có cửa. Tuy nhiên newbie họ lại đang muốn kéo dài cái đấu này ra và chủ động không đánh nhau với đối phương cũng như là không đép những cái trụ hai của mình. Roshan sẽ có thể hồi sinh sau được khoảng 1 phút nữa. Chính xác là 50 giây. Và ngay tức là có smoke của newbie rồi. Họ muốn giết đối phương đây. Họ không muốn đối phương có thể chủ động. OIO bị nhìn thấy rồi. OIO bị silence lại. Mugi đang đi chuyển phía sau cây Phoenix đùa của người của Ajit. Và OIO đã chết rồi. SCCC đang dồn ra vào Ajit. Nếu có damage hay không? Không có damage của cây Phoenix rồi. Nhưng mà có chi cắn lên, Ajit vẫn sẽ chết ở đây thôi. Này thì xoay dìu của chúng tôi. Này thì quay búa của chúng tôi này. QO cũng đang phải chạy về rồi. Và nếu như không có buyback thì chắc chắn newbie sẽ lên thẳng high ground luôn. Fnatic họ có hai cái buyback, đó là buyback của Ajit cũng như Ohio. Cần phải sử dụng ngay nào. Kìa, hai người của newbie vẫn đang đuổi theo QO, trong khi đó thì ba người còn lại tập trung thật nào. Hai cái buyback ra rồi, sử dụng luôn cả Fortify. Ôi ô con, một mình Mugi thôi, một mình Mugi là không đủ, một mình Mugi là không đủ. Mugi mất khá nhiều máu nên cần chặt đầu và chặt được rồi, nhưng Ohio buyback SC quay ngược trở lại. QO thì cũng đã chết ở phía xa rồi. Tại sao QO lại chết được tôi không biết nữa QO ơi. Và SC anh em đánh ngược trở lại luôn, nhưng có ba chữ A9 đang đánh nhau phết. Anh cần phải chói A9 lại, có sao lần có chói rồi, nhưng SC không dám đánh nhau nữa. Lùi về thôi bạn ơi, cây Phoenix bây giờ mới tới và cooldown đã xong duo. Thế thì không về đâu, đùa đấy, đùa đấy, đùa. Thẳng vào Fabi và Fabi chết luôn rồi, nhưng Fabi có buyback. Bốn người của newbie còn sống, buyback ra của Fabi, buyback ra của QO. Và newbie họ đang ở rất sâu, quá sâu rồi, liệu rằng họ có rút ra kịp đây không? Fed không rút được rồi. Thế còn SC thì sao? Có cho mình một clear market úp vào tới đường đội mình trước khi chết và SC sẽ di chuyển về được. Từ từ đã nào, từ từ đã nào, sắp bị nhìn thấy rồi, nhưng QA đi nhầm hướng rồi, đi xuống hướng nào thì không, anh lại đi lên hướng bắc.
Như vậy là sau những tình huống combat có thể gọi là cực kỳ bất ngờ cho cả hai team, ngay lập tức là họ lên hàng round để phương và suýt chút nữa thôi là lên trụ ba rồi. Tuy nhiên vẫn chưa có một trụ ba nào nằm xuống cả. Và Ajit anh ấy di chuyển ngay vào Roshan khi mà Roshan vừa mới hồi sinh. Đây là một Roshan hồi sinh rất sớm. Nhưng Roshan như này có vẻ như là hơi bị liều quá chăng? Khi mà Night Stalker thì đã hồi sinh rồi và anh ấy có ultimate và có cả gậy xanh. Có vẻ như là có cả gem nữa rồi. Không, chỉ là những cái sentry được cảm giác thôi, không phải là gem. Tuy nhiên BKB đã hoàn thành GLC rồi, bây giờ mà đùa ai là chết người đó. Kiwo lại bị nhìn thấy rồi, không bật BKB này từ cây Phoenix thì có thể là Kiwo sẽ không chết đâu, mà cây Phoenix mới là người phải chết cơ. Cây Phoenix chết rồi, Fate còn ít máu quá, đẩy triple Emden vào có sentry ở đó, cuối cùng Fate cũng đã chết. Nhưng người phía sau thì sao? Rubik đã phải bỏ mạng rồi, Fabi tặng cho một người, tức là bị lẩu chết với SC. Ôi Obrik vẫn có được hai người, Mugi bị đấm đau quá, Mugi bị bash, Mugi bị chết rồi. SC mở thì lên gặp chết Ohio, SC không còn quá nhiều máu nữa, đứng cạnh Archie thì SC sẽ là người phải chết. SC cũng đã chết rồi, KK mở Hunter Zenai lên và bay qua nhưng không được vì Kyo vẫn còn bóng đẩy thêm lên. Và đó là Ultra Kill dành cho Ember Spirit, toàn bộ những người bị đã chết. They are all dead. Và Archie cùng Kyo di chuyển vào Roshan. Sẽ là Aegis và Chase dành cho Fnatic thôi. Một game đấu mà thực sự là quá khó đoán. Cứ thỉnh thoảng mỗi team lại làm cho một cú throw cực kỳ là mạnh mẽ. Công LC này thì đùa hay nhưng BKB không bật. Giang Nod cũng chưa kịp bốn tí đã chết rồi. Từ đầu thì mình cũng đã nói là Juggernaut và Ursa thì không phải là hai con hero có khả năng đọ lên game với Chocolat. Chưa kể là Fnatic họ còn có một disable hạng cực kỳ nặng, đó là Berserker Skull của Ace nữa. Dù sao chẳng nữa thì cũng vẫn phải khen ngợi cho SC khi mà anh ấy là một con Ursa. Không hiểu là bằng cách nào nhưng Ursa nhá là một hero của farm không thể nào mà đọ được vào Chocolat Lord hay là Ember Spirit luôn. Chưa kể là Ember nó lên thêm cả một cái Radiance nữa, nhưng mà SC vẫn đang có top 1 net worth, thậm chí là hơn đối phương tới 2k rưỡi tiền luôn. Cộng sẽ SC để farm tuyển dã man rồi đấy, Ursa cũng farm được top 1 ạ. Thua. Tất nhiên là giết cũng nhiều người, 16-3 nhưng mà nhìn hãy nhìn xem lượng last hit của Ursa là bao nhiêu. Rồi đối phương không hề kém con Ember luôn, thậm chí là hơn cả Juggernaut. Farm kinh dã man. Smoke là tính, tuy nhiên không tìm được ai của newbie cả. Và như vậy quyết định đập nhà thôi. Trụ 2 đơn giản dành cho Fnatic khi mà newbie không có thêm ai gần đó. Và họ cũng không hề muốn ép luôn. Có Aegis, có Chase, có luôn cả Lincoln Sphere trên người của QO rồi. Thế thì lên high ground các bạn ơi. Chính xác như vậy rồi, SC Blink vào zone down vào QO nhưng tức là bị dính một cái Heaven Hammer lại. Và nên nhớ là một khi đã bị dính Heaven Hammer thì không có bất cứ một cái gì có thể giải được cả. Bất kể là BKB hay là Press the Attack hay là Manta hay là Lock hay là Defu. Dire's bottom tower is under attack. Regeneration! That should help. Never mind. Nhưng mà như thế nào nhỉ? Ember farm top này
bốn ngược lại đẩy lên dưới boss. Ember chắc là bây giờ không chết nữa rồi, nhưng mà đối phương chưa có gì để phá Lincoln Sphere. Thực ra thì LC chưa có gì để phá Lincoln Sphere chính xác hơn. Còn những người khác thì có, ông này có Bifu, ông này có rất nhiều thứ. Ông này cũng có Defu, ông này cũng có một cái Frostbite. Với các bạn để mà đi gank Ember thì vẫn là có thể, tuy nhiên cần tức là đi gank Ember thì bây giờ khó hơn ngày xưa rồi, không còn đơn giản nữa là để cho cây Phoenix cứ đùa một phát sau đó đồng đội đi vào và giết. Bây giờ thì cần người phá đi ke trước, tức là cái sự phối hợp nó phải chính xác hơn. Lên high ground lập tức rồi, mở cả ulti lên cho Nitro và ngay là có Fortify thôi. Còn đánh nhau to từ nơi rồi này, dùng Veil vào từ Kyo đứng lớp nhà là Phép Stun của người của KK nhưng không hề quan tâm cả. SC mở BKB lên nhưng vẫn bị cồn, vẫn bị khóa mõm rồi. Cây Phoenix đua Ohio nhưng mà lượng đam ở đâu bước đây rồi, đây chính là Ohio đã chết, chết Ohio rồi, chết Kyo rồi, mất luôn cái đấy rồi. SC đứng solo với cả Archie nhưng mà có đi slash ra rồi thì không còn solo nữa và tiếp tục đánh nhau này. Kyo anh ấy làm cái gì thế này, đẩy bóng ra rồi đi vào, what the fuck. Ok vẫn chưa lấy được mạng của ai cả và Fed ấy mở ulti lên, có Grim again, Kyo cũng đã giết được Fed rồi. Unstoppable dành cho Kyo, Mugi một mình ở ngoài này mở tàng hình lên nhưng mà lại đi bộ vì chỉ có Sentry và Mugi bị duo được cướp bởi DJ. Mugi đã chết mà không hề có buyback ra ở cây Phoenix rồi, nhưng bốn người của Phân Tích vẫn đang còn sống và tôi tin rằng đây sẽ là một Rex đầu tiên dành cho QO và những người bạn rồi. Không phải là một Rex nữa mà nó là nguyên một lên luôn. Mugi không hề có buyback nào, duo và cheat rồi nhưng không có BKB. Thế thì như nào anh ơi, mở ulti lên nhưng SCG không kịp dùng nào và cheat ăn cheese lên rồi. Bây giờ SCG mới mở BKB, vẫn đang cố gắng ra và cheat này mất nhiều máu quá rồi nhưng có miss, có rất nhiều miss. Cheat cuối cùng đã chết. SCG thì sao còn quá nhiều máu nữa, anh ấy vẫn giết được thêm một người nữa chứ chết. Nhưng bây giờ thì K Phoenix mở BKB và chém đi dây không mất quá nhiều máu thôi, để giết QO đi nào, nhưng không giết nổi QO thì QO giết chết hết. Bây giờ thì K Phoenix hết sạch máu rồi, KK cũng thế. QO ơi, một bổ từ đồ IO, không cần bổ thứ hai nhưng mà đốt chết được phết rồi. KK thì sao, mở giếng lên nhưng không chết nổi vì có chém chói đưa QO và thêm một bổ nữa mà đó là bổ dành cho IO. Toàn bộ các thành viên newbie đã chết, Mugi hồi sinh ra nhưng không làm gì được cả. Có vẻ như QO đã tìm lại được chính mình rồi. Hãy nhìn mà xem, trong một combat QO anh ấy điêu đám hơn tất cả những người còn lại của team, cộng là một mình điêu 7.300 đam trong khi cả team điêu được 12.000. Ở đây không có Unai luôn, khổ dã man. Giáp Hattery sao đi dây cứng thế nhở, 1.500 máu có 6 giáp mà lúc đấy trông chém kiểu không mất máu luôn, không hiểu tại sao như thế. Bây giờ thì bắt đầu lấp giếng thôi, nó tích gọn không quá vội vàng, mặc dù là đã dùng cả chi Aegis cũng như là mất khá nhiều mạng của co trong tình huống đẩy hai round vừa rồi. Tuy nhiên không sao cả, không sao cả, quan trọng là gì, vẫn có cho mình một lane full của đối phương ở dưới boss và bắt đầu lấp được giếng rồi. Giếng ở trên top đã bị lấp thành công, giếng ở dưới boss cũng vẫn còn một chút nữa. Còn thích nghĩ là newbie thì họ nên tắm nó cái giếng này lần cuối trước khi bị đối phương phá ấy. Thank you.
rồi, như vậy là giếng dưới boss cũng đang bị phá. Ơ sao giờ không hiện lên ai phá giếng nữa? Như vậy là Roshan hồi sinh rồi và các thành viên Frantic hoàn toàn thể lùi ra ăn thôi. Vội gì bạn ơi? Aegis và Cheese thơm ngon bổ dưỡng, không ai có một cười. 100% là làm từ sữa tươi nguyên chất 30 của Vinamilk. SC mất một nửa máu rồi, cây Phoenix đùa được Fabi và mở được BKB lên. Đồng nghĩa với Fabi sẽ chết ở đây và chính xác như vậy rồi, Fabi đã chết mà không hề có bài bách. QO một mình ở phía trong này, lấy được cọc máu để phương sau bóng bay ra. KK mất một nửa máu nhưng Conglin mà kết một lùi về được chém như này thì chó làm sao đây khi mà có 1 tỷ con quái đương quanh đó. QO ơi, QO cái di chuyển lên luôn không có giáp lửa nhưng Mugi có một Silver Edge và như vậy thì lượng đam của QO thì giảm rất nhiều. Nhưng KK có thể dẫn xe được chết và KK đã chết rồi, ông vô được hai người thế thì thôi xong rồi. Mugi sẽ chết một lần nữa mà không kịp dùng ulti. Fed cũng thế nhưng Mugi buyback ra mà không còn đồng đội thì buyback để làm gì. QO bị bash lại này, tiếp tục là chém vào. QO vẫn chưa chết, cố được hai người thôi. QO đã chết rồi và Mugi anh ấy vẫn đã dùng ultimate buyback ra ngay lập tức của Ember Spirit. Họ muốn kết thúc trận đấu này rồi. SC cũng đã buyback ra nhưng 2-4 thì liệu rằng có làm gì được hay không đây SC và Mugi ơi. Mà nhất là Mugi không có ulti, SC thì có BKB hay không? SC anh ấy cũng không có BKB. Hai lên rồi, cà phê Highland. Thậm chí là sắp sửa cà phê Ba Lan rồi. Không còn Hai Lan nữa. Mugi di chuyển ra với Silver Edge nhưng không có ulti đấm ai đây. Zonam DJ làm sao DJ có xoay kiếm OL con SC rồi. Thậm chí có luôn cả Nissan nữa. SC đang tự cao và thân mình hoàn đam lại mất nhiều máu quá. QO đánh Mugi nhưng còn lại đánh SC. Còn ai đây? Còn ai nữa không? Phép TP ra rồi nhưng anh cũng không có ulti. SC đã đài back rồi. Mugi đang cố gắng xoay kiếm ngoài nhưng Mugi thì làm cái gì đây? Mugi ơi không có ulti lại bị cô lần nữa rồi. Và Cho đấm bát chết luôn rồi. Và đó là GG khi mà KK là người duy nhất còn sống bên phía Newbie để cố gắng feed cho đối phương. Và đó sẽ là mạng dành cho QO.